Rồi, có 20 cây hành lý nhưng mà ngày mai anh bên trước khoảng 5 cây hành lý cho anh em nha. Cái này là hình thức nè. Cái này cũng hình thức nè, tấm lớp hình thức nè. Rồi. Cái này là cũng bị hình thức nè. Rồi, có cái này là 13 đồng mắt theo mã Apple. Theo mã Apple xong rồi thanh lý. Đó, theo mã Apple xong mình thanh lý thì thay màn xong thì tỷ lệ lỗi cũng khoảng tầm 2% 5% nữa thôi, nhưng mà cái màn mới thì nó đỡ hơn, cái lô gần đây đỡ hơn, cũng có lỗi mà tầm 2%. Đó. Còn cây cuối cùng cũng thay màn luôn. Rồi, ngày mai thanh lý 5 cây này nha. Bây giờ test. Ngày mai thanh lý 5 cây này. Anh em nào chốt thì chỉ em chỉ chốt một số hotline thôi. Chỉ chốt số hotline thôi và chỉ chốt qua một số hotline 0707 68707 thôi. Thì nếu mà em chốt qua hai số hotline á, số 0879000 với lại số 0707 á, thì ví dụ anh em chốt cùng một cây máy. Anh em gọi cái số 0707 rồi anh em gọi số 5 số 0 chốt cùng cái máy thì ai giành đã đưa hai điện thoại mở loa ngoài cho anh em nó qua nói loại. Anh em hiểu không? Chỉ chốt vào một số hotline duy nhất thôi, 0707 678 707. Ngày mai sẽ lên lấy 5 cây. Rồi, thế nha.